đến với video thuộc chủ đề số 2 và thuộc bộ video số 34 của kênh Ruby Show. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta sẽ nói về một con sông ở Peru có màu nước đỏ như máu vậy. Nhưng mà màu đỏ này của sông chỉ là do nước sông mang nhiều đất, có nhiều oxit sắt nên là nước có màu đỏ như vậy thôi. Chứ hoàn toàn là không phải là do máu gây ra nha. Bởi vì cũng chia sẻ với các bạn luôn là mình là người rất là sợ máu, cho nên ban đầu nghe tên của bài báo này thì có chút rợn, nhưng mà sau khi mà nghe xong và dịch xong thì mình thấy là đây là một con sông, một đối tượng khá là độc đáo, riêng biệt, nên là đã quyết định dịch bài báo này và tạo nên video này. Đã có nhiều người hoài nghi về sự chân thực của con sông và màu nước này, nhưng mà các trang web về du lịch nổi tiếng đã khẳng định là con sông và màu nước này là hoàn toàn có thật nhé. Và nếu như có dịp các bạn đến với Peru thì mình rất mong rằng các bạn sẽ ghé thăm con sông này nhé. Nhưng mà tất nhiên là phải nghe theo khuyến cáo của các chuyên gia du lịch địa phương nha. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là sông nước đỏ như máu ở Peru. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là River with Blood Red Water in Peru. Mình xin đọc lại tiêu đề tiếng Anh là River with Blood Red Water in Peru. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. Sông nước đỏ như máu ở Peru vào mùa mưa. Sông Paupele Pucamayu ở đông nam Peru có màu đỏ như máu hút du khách ghé thăm. Sông đỏ Red River có nước đỏ như máu chảy qua các thung lũng đá nguyên sơ ở dãy Pucamayu thuộc vùng Cusco. Sông nằm cách thành phố du lịch được UNESCO công nhận di sản thế giới Cusco khoảng 100 km và gần núi cầu vồng nổi tiếng Pau Câu Dầu. Trong tiếng địa phương, sông đó là Paupele Pucamayu. Nhánh sông nhỏ màu đỏ vì chỉ khoảng 5 km sông, nước có màu đỏ. Khi nước sông đổ vào các dòng suối hay sông nhỏ khác trong khu vực, màu đỏ loãng hơn. Thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm con sông này là mùa mưa, từ tháng 12 đến tháng 4. Lý do là màu nước ảnh hưởng trực tiếp bởi lượng nước mưa. Trong mùa mưa, lượng lớn đất, dầu, oxit sắt chảy từ trên núi xuống, khiến dòng sông đổi sang màu đỏ tươi. 8 tháng còn lại mùa khô trong năm, sông Paupele Pucamayu có màu nâu của bùn. Sông từ lâu được nhiều người dân địa phương biết đến, nhưng bắt đầu được lan truyền mạnh mẽ trên mạng cuối năm 2019. Khi đó, một blogger du lịch đã đăng video về sông đỏ lên Instagram. Chỉ sau vài ngày đăng tải, video thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Ngày nay, đây là điểm đến không thể bỏ lỡ của nhiều du khách đam mê khám phá khi đến thành phố Cusco. Trên trang web của nhiều công ty du lịch địa phương, Paupele Pucamayu luôn được liệt kê trong danh sách những điểm nhất định phải ghé thăm tại Peru. Dù nguồn gốc và địa điểm của dòng sông rõ ràng, nhiều người trên thế giới vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về tính chân thực của Paupele Pucamayu. Dù công nghệ AI hay Photoshop có thể tạo ra các bức ảnh tương tự, nhưng dòng sông này là hoàn toàn có thật. Odyssey Central, website chuyên đưa tin về các điểm đến, sự kiện độc lạ trên thế giới nhận xét.
Tuy nhiên, du khách cần lưu ý không nên đi bộ đường dài trên dãy View Cờ Nâu Tờ vào mùa mưa. Lý do là đường trơn trượt, dễ sạt lở, dẫn đến nguy hiểm. Tốt nhất, du khách chỉ nên ghé thăm dòng sông. River with blood red water in Peru. During the rainy season, the Paquele Pucamayu River in southeastern Peru is as red as blood, attracting tourists to visit. The Red River has blood red water flowing through the pristine rocky valleys of the Vilcanota Range in the Cusco region. The river is located about 100 kilometers from the UNESCO World Heritage Tourist City of Cusco and close to the famous Rainbow Mountain Paucoyo. In the local language, the Red River is Paquele Pucamayu Small Red Tributary because only about 5 kilometers of the river is red. When river water flows into other streams or small rivers in the area, the red color is thinner. The best time of the year to see this river is the rainy season, from December to April. The reason is that river water color is directly affected by the amount of rain. In the rainy season, a large amount of iron oxide-rich soil flows down from the mountains, causing the river to turn bright red for the remaining 8 months. Dry season of the year, the Paquele Pucamayu River is brown with mud. The river has been known to many locals for a long time, but it began to go viral online at the end of 2019. At that time, a travel blogger posted a video about the Red River on Instagram. After only a few days of posting, the video attracted more than 2 million views. Today, this is a must-see destination for many passionate travelers when coming to Cusco. On the websites of many local travel agencies, Paquele Pucamayu is always listed on the list of must-visit places in Peru. Although the origin and location of the river is clear, many people around the world have expressed doubts about the authenticity of Paquele Pucamayu. Whether AI or Photoshop technology can create similar photos, this river is completely real, commented Odyssey Central, a website specializing in reporting on unique destinations and events around the world. However, visitors should know that hiking in the Vilcanota Range is not recommended during the rainy season. The reason is that the road here is slippery, prone to landslides, leading to danger. Ideally, visitors should only visit the river. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 và tiếp theo mình cũng như các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1 chúng ta có danh từ là rainbow, có nghĩa là cầu vồng. Từ số 2, chúng ta có danh từ này có 4 cách đọc sau đây là tributary,
tributary và tributary. Danh từ này có hai nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là người phải nộp cống hoặc nước chư hầu. Và nghĩa số 2 là nhánh sông hoặc phụ lưu. Mình sẽ nói lại nghĩa số 1 của từ này là người phải nộp cống hoặc nước chư hầu. Và mình cũng xin đọc lại 4 cách đọc của từ này là tributary, tributary, tributary và tributary. Từ số 3, chúng ta có danh từ là mud, có nghĩa là bùn. Từ số 4, chúng ta có cụm động từ là to go viral, có nghĩa là phổ biến và lan truyền nhanh chóng. Mình xin nói lại là từ số 4, chúng ta có cụm động từ là to go viral, có nghĩa là phổ biến và lan truyền nhanh chóng. Mình xin nói lại nghĩa của cụm từ này lần nữa là phổ biến và lan truyền nhanh chóng. Từ số 5, chúng ta có danh từ là destination hoặc destination. Danh từ này có nghĩa là nơi đến hoặc điểm đến. Mình cũng xin đọc lại 4 cách đọc của danh từ số 2 là tributary, tributary, tributary và tributary. Từ số 6, chúng ta có danh từ là doubt, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là sự nghi ngờ hoặc sự ngờ vực hoặc sự không chắc hoặc sự hồ nghi hoặc sự hoài nghi. Mình sẽ nói lại nghĩa này là sự nghi ngờ hoặc sự ngờ vực hoặc sự không chắc hoặc sự hồ nghi hoặc sự hoài nghi. Và nghĩa số 2 là sự do dự hoặc sự lưỡng lự hoặc sự nghi ngờ. Mình xin nói lại nghĩa số 1 của từ này một lần nữa là sự nghi ngờ hoặc sự ngờ vực hoặc sự không chắc hoặc sự hồ nghi hoặc sự hoài nghi. Từ số 7, chúng ta có danh từ là authenticity. Danh từ này có nghĩa là tính chất xác thực. Mình xin nói lại là từ số 7, chúng ta có danh từ là authenticity. Danh từ này có nghĩa là tính chất xác thực. Từ số 8, chúng ta có động từ là hike, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là đi mạnh mẽ hoặc đi nặng nhọc hoặc đi lặn lội. Từ số 2 là đi bộ đường dài. Nghĩa số 3 là hành quân. Nghĩa số 4 là đẩy đi hoặc kéo lên hoặc bắt buộc phải chuyển động. Và nghĩa số 5 là tăng đột xuất. Mình sẽ nói lại nghĩa số 2 của từ này là đi bộ đường dài. Từ số 9, chúng ta có tính từ là slippery. Từ này có 4 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là trơn hoặc khó nắm giữ hoặc khó đứng hoặc khó đi. Nghĩa số 2 là dễ tuột hoặc khó nắm hoặc khó giữ. Nghĩa số 3 là nan giải hoặc khó xử hoặc khó giải quyết. Và nghĩa số 4 là không tin được hoặc không đáng tin cậy hoặc quay quắt hoặc láu cá. Mình sẽ nói lại nghĩa này là không tin được hoặc không đáng tin cậy hoặc quay quắt hoặc láu cá. Mình xin được nhắc lại là đây là một tính từ và đọc lại từ này là slippery. Nhấn âm 1 nhé.
Từ số 10, chúng ta có danh từ là landslide. Danh từ này có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là sự lở đất. Nghĩa số 2 là sự thắng phiếu lớn của một đảng phái trong kỳ bầu cử, trong chính trị. Và nghĩa số 3 là thắng lợi lớn. Mình cũng xin được nói lại 4 cách đọc của danh từ số 2 là tributary, tributary, tributary và tributary. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi các bạn xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết thêm được về con sông đỏ ở Peru nha. Và nước sông có màu đỏ tươi này thật sự là một điểm đến, một nét du lịch rất là độc đáo và riêng biệt ở nước Peru. Mà theo mình biết thì nước Peru ở Nam Mỹ là một quốc gia nằm trong một địa hình có nhiều đồi núi, cho nên là việc nước sông mang nhiều oxit sắt dẫn đến màu đỏ tươi này là một điều dễ hiểu thôi. Và đây vô tình đã trở thành một điểm đến, một nét du lịch rất là độc đáo ở Peru. Mà mình tin rằng ít quốc gia nào ở trên thế giới có được đó. Cho nên là nếu như mà có dịp thì các bạn vui lòng đến với nước Peru để khám phá dòng sông này nhé. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Nếu như các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng thích, chia sẻ nó và đăng ký kênh để có thể cập nhật và ủng hộ những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.